Giá lúa gạo hôm nay 22 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có biến động mới. Thị trường gạo tại các địa phương nhìn chung chất lượng đa dạng, nhiều gạo xấu, ít gạo đẹp. Cụ thể tại Sa Đéc Đồng Tháp, gạo về ổn định, chất lượng kém, giao dịch chậm, gạo xấu nhiều do mưa bão. Tại An cư Cái Bè, Tiền Giang, giá ổn định, giao dịch cầm chừng. Theo cập nhật từ tỉnh An Giang, giá gạo hôm nay duy trì ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu linh 504 hẻ thu giữ vững ở mức 10.650. 10.750 đồng trên kg, gạo thành phẩm YG504 duy trì ở mức 12.500, 12.600 đồng trên kg. Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện, giá tấm YG504 ở mức 8.700, 8.900 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay không có biến động mới. Hiện gạo nếp ruột đang có giá 14.000, 16.000 đồng trên kg, gạo thường ở ngưỡng 11.500. 12.500 đồng trên kg, gạo nàng nhân giao dịch với giá 22.000 đồng trên kg. Tương tự, giá gạo thơm Thái hạt dài có ngưỡng 18.000-19.000 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine thu mua về giá 14.000-15.000 đồng trên kg, trong khi gạo hương lài là 19.000 đồng trên kg. Giá gạo trắng thông dụng thu mua tại mức 14.500 đồng trên kg, gạo nàng hoa là 18.500 đồng trên kg gạo sóc thường dao động từ 14.000-15.000 đồng trên kg, còn gạo sóc thái ở mức 18.000 đồng trên kg. Giá gạo thơm Đài Loan đang có giá 20.000 đồng trên kg, còn gạo Nhật đang neo tại mốc 22.000 đồng trên kg. Còn giá cám đang là 8 9 000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa mới chậm do mưa, giá ít biến động. Cụ thể, giá lúa không có điều chỉnh so với ngày hôm qua.

8.000 đồng trên kg, nàng hoa chín giá 6.600, 6.800 đồng trên kg và lúa nàng nhen, khô ở mức 13.000 đồng trên kg. Cũng theo đó, thị trường nếp duy trì đà đi ngang. Nếp An Giang 5.700, 6.000 đồng trên kg. Ngoài ra, 7.700, 7.900 đồng trên kg là giá bán được áp dụng với nếp Long An, khô. Mặt khác, nếp 3 tháng tươi ổn định so với ngày hôm qua ở mức 7.300. 7.500 đồng trên kg và nếp long an 6.300, 6.500 đồng trên kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ổn định ở mức 460 USD trên tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 560 USD trên tấn. Gạo 25% tấm ở mức 537 USD trên tấn. Giá phân bón hôm nay, 22 tháng 7 ổn định. Theo đó, phân ure Cà mau, phú Mỹ đều có cùng mức giá giao động từ 560.000 đồng trên bao đến 590.000 đồng trên bao, tại khu vực miền Bắc. Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc lặng sóng. Trong đó, 870.000, 890.000 đồng trên bao là giá bán được áp dụng đối với phân NPK 16, 16 cộng T. Bên cạnh đó, phân sư P lần lâm thao vẫn duy trì giá bán thấp nhất, khoảng 260.000 đồng trên bao đến 290.000 đồng trên bao giá heo hơi hôm nay 22 tháng 7 không có thay đổi mới. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 61.000, 66.000 đồng trên kg. Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua không có thay đổi mới so với cuối tuần trước. Hiện tại, mức giao dịch cao nhất được ghi nhận tại các tỉnh gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Heo hơi tại các tỉnh thành còn lại vẫn được thu mua với giá 65.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 65.000. 66.000 đồng trên kg. Giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng đồng loạt lặng sóng đầu tuần. Trong đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Hà Tĩnh đang cùng neo ở mức cao nhất là 65.000 đồng trên kg hai tỉnh Bình Thuận và Quảng Bình lần lượt giao dịch heo hơi với giá 63.000 đồng trên kg và 64.000 đồng trên kg. Ngoại trừ Quảng Ngãi và Khánh Hòa có giá thấp nhất là 61.000 đồng trên kg các tỉnh còn lại duy trì thu mua ổn định với giá 62.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000-65.000 đồng trên kg. Giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam đứng yên theo xu hướng chung của thị trường. Cụ thể, heo hơi tại Bình Dương, Long An và An Giang đang được thu mua với giá cao nhất là 65.000 đồng trên kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 63.000-64.000 đồng trên kg. Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 63.000, 65.000 đồng trên kg.